Tác phẩm Real Gild Life, Nhạc Việt, chuyển Pháp và Anh ngữ, thơ phổ nhạc John Đỗ Trương, chuyển ngữ và thực hiện Phòng trà Paris, tháng 5 năm 2015. Tại thủ đô Paris, thành phố người Á Châu, quận 13, một trong 20 quận thuộc thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Chân thành cảm tạ thư sĩ Kim Đông, thư sĩ Trịnh Quang Chiếu đang định cư Canada, Giang Á Đại, và thi sĩ Mai Hoài Thu hiện đang định cư California, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đời đã cho ta những gì mơ, cuồng sóng xa hoa nhung lụa cao sang, cũng nhiều nụ cười rạng rỡ mà người đời vội vàng xin. Đừng thương chi những gì đã mất, hãy cố quên đi đời là đắng cay. Người đời có tranh tiếng yêu để rồi năm tháng vui buồn tình tiền đời vẫn cho ta. Ai kia nghĩa tình tình xoay, ai kia kiếm tiền tiền lại vơi, ai kia yêu đời đời sánh vai, và rồi bao năm tháng vui buồn tình tiền đời vẫn cho ta.
đừng tiếc thương chi những gì đã mất. Hãy cố quên đi, đời là đắng cay. Buồn vui nước mắt tình người là sự thân đời hướng cho ta. Le vrai, la vie est présent, et les gens s'aiment bas et les amours. Le sourire pour régner le monde et vraie vie que nous sommes. Non, rien, rien, le temps passé. Je vous en prie que les oubliez. Les gens, les cyprès, les jaloux, et le temps que nous sommes. Men manipulé, qui aime l'argent, l'argent disparu, qui aime la vie même chemin, les sourires pleurer, les aimer. Et pourtant que nous sommes, đời đã cho ta những lòng người mơ, cuộc sống nơi đây vội vã bên nhau, buồn vui nước mắt tình người là sự thân đời hướng cho ta. Buồn vui nước mắt tình người là sự thân đời vẫn cho ta. No, 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 no,
the fly. The morning and your narrow way, and then nothing we are. Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời gian quý báu xem và đọc những trang báo trên Facebook, YouTube, Google Plus được chuyển Việt ngữ từ trang báo Le Monde, Figaro, Euronews, BBC và New York Times do Đỗ Trương thực hiện, và xin hẹn gặp lại vào những thời gian gần đây. Trân trọng lời chào thân ái, John Đỗ Trương.